Sáng nay, thành phố Cần Thơ đã đưa vào hoạt động trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô tại nội ô quận Ninh Kiều. Phó Bí thư Thành ủy Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Diệt Trường cùng đông đảo đại biểu đã tham dự. Phóng viên Thanh Chương sẽ thông tin chi tiết. Đây là nơi đậu xe hiện đại đầu tiên của thành phố Cần Thơ và cũng là một trong những trung tâm đậu xe lớn nhất của cả nước. Nơi đây có thể chứa đến hơn 1.000 chiếc xe ô tô. Sau hơn 3 năm thi công, trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô có diện tích hơn 21.300 m² với 80% diện tích đậu xe, tương đương khoảng 17.000 m². Tổng mức đầu tư là 158 tỷ đồng. Phần diện tích phục vụ dịch vụ ô tô với quy mô 9 tầng, bố trí 2 thang máy nâng. Khu phục vụ các dịch vụ khác có quy mô 5 tầng. Bên cạnh đó còn có khu vực bãi nâng xe sử dụng hệ thống đậu xe tự động xoay vòng đứng. Trung tâm đậu xe ứng dụng hệ thống giữ xe thông minh cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại. Người dân sẽ được đậu xe miễn phí từ nay đến cuối tháng 11 năm nay. Trung tâm đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, cũng như tạo thuận lợi cho người dân, du khách đến tham quan bến Ninh Kiều của Cần Thơ.